Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình thấy hấp dẫn quá. Thì mấy đứa con Teppy rồi của mình cũng nói là ba bữa nào dẫn đi, sẵn mình đi review cho các bạn coi ha. Bạn Lý chủ quán ở đây. Ok, hello Lý. Thì cái cảnh mà cái chú khủng long Radio Soldat này đứng lên hai chân cũng giống như chào khán giả. Công viên Kỷ Jura đúng không? Đúng rồi. Trong đó nó có rất là nhiều nhân vật. Tại mình lại thích cái con bé này, bạn này nhất. Phần lõi bên trong nhất nó là phần thép. Thép, khung ha. Nó có chiều cao thực tế lên khoảng 18m. 18m. Em có thể dẫn anh đi lên lầu để anh dòm cái mặt cười của bạn này. Dạ. Không gian vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Nhưng bạn khủng long này là mới thấy lần đầu luôn á. Hai cái tay nó là không biết để làm cái gì, nó rất là bé. Không biết làm gì. Có cũng gì không. Tức là chỉ những ai ở Gara mua được con đó. Cái màu sắc thôi ha. Đúng rồi, nó khác nhau cái màu thôi. Tương tác được với là cái phần bên trong cơ thể. Cái xương. Vàng xương nó kéo xuống được luôn. Đúng rồi, vàng xương. Mà dự thi mình sẽ cung cấp cái phôi nó màu trắng ha, sơn lên. Đúng rồi, bạn sẽ... Còn những cái sa bàn này là bạn nào có ý tưởng thì làm thêm vô. Đúng rồi, bạn nào có ý tưởng làm thêm. Thậm chí là có cái chú kia là 50 mấy tuổi cũng tham gia cái cuộc thi này. Là nó sự kiện nó diễn ra sau khi cái chú khủng long này sổng chuồng. Thì đây là những cái phân cảnh có trong cái phim đó. Coi như là bạn trên là cá mập mà nhỏ xíu à. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tham quan một cái Sarut ha, Coffee and Gallery. Thì ở đây là có một bạn mô hình khủng long, phải nói là to. Không biết có nhất Việt Nam không biết, nhưng mà là một cái mô hình khủng long rất là chi tiết, rất là đẹp ha. Thì hôm bữa mình có coi trên VN Express thì có tới đây phỏng vấn rồi, mình thấy hấp dẫn quá. Thì mấy đứa con Teppy rồi của mình cũng nói là ba bữa nào dẫn đi, thì hôm nay sẵn mình đi review cho các bạn coi ha. Ok. Rồi đây là bạn Lý, chủ quán ở đây. Ok, hello Lý. Cái mô hình này ý tưởng mình đến từ đâu Lý ơi? Cái mô hình này ý tưởng đến từ trong cái bộ phim Jurassic Park năm 1993. Thì cái cảnh mà cái chú khủng long Brachiosaurus này đứng lên hai chân cũng giống như chào khán giả. Mà mình để đó. Ở đây thì mình cũng như là mình chào mọi người đến với Saurus. Nhưng mà ở trong em là một fan hâm mộ của công viên Kỷ Jura đúng không? Đúng rồi. Trong đó nó có rất là nhiều nhân vật. Tại mình lại thích cái con bé này, bạn này nhất ha. Đúng rồi, chính xác. Tại vì cái chú khủng long Brachiosaurus này thì thứ nhất là nó to. Nó rất là to, nó rất là hoành tráng. Và nó hiền, hiền hòa. Thì từ bé là mình đã mê những cái chú khủng long nó hiền hòa rồi. Cái này thì theo bữa anh coi trên cái VN Express là do mình có cái ý tưởng, mình lên ý tưởng rồi, mình nhờ những cái bên thứ ba người ta sản xuất, nhưng mà vì một số vấn đề kỹ thuật gì đó hoặc là địa lý gì đó người ta không nhận. Đúng rồi. Cho nên là nó thúc đẩy mình muốn làm quá, mình tự nghiên cứu làm luôn. Chính xác anh. Hay quá người ta. Thì khi mà có cái ý tưởng về cái dự án là một cái địa điểm cà phê trưng bày những cái mô hình khủng long như thế này, thì lúc mà lên coi như là lên cái layout bản vẽ kiến trúc cho cái tòa nhà này, thì mọi người mới nói hay là mình làm một cái lỗ thông tầng thật là lớn ở cái đại sảnh để nó khác biệt với một số những ngôi nhà khác. Ngôi nhà khác thì thường là họ không có một cái lỗ thông tầng lớn như thế này. Thì khi mà ý tưởng làm ra một cái lỗ thông tầng như thế này thì mình mới bảo nếu đã làm ra một cái lỗ thông tầng như thế này thì mình bỏ cái gì vào cho nó hợp lý. Thì mọi người nói thì mình có thể treo cái đèn chùm thật to từ trên xuống, nhưng mà mình lại nghĩ hay là mình làm một chú khủng long thật là to đứng từ dưới vươn lên cao. Thì từ đó là mình bắt đầu có ý tưởng là mình đặt cái hình tượng mà mình coi như là ấn tượng, rất ấn tượng thời trẻ vào cái không gian này. Và khi bắt đầu có ý tưởng đó rồi bắt đầu mình tìm các đối tác ở nước ngoài để mà hiện thực hóa nó, nhưng mà đa số là họ từ chối vì rất nhiều lý do khác nhau. Rồi cuối cùng thì thay mình nói thì mình cứ mãi mơ ước rằng ai đó sẽ làm cho mình thì thôi mình sẽ tự làm nó. Và từng bước mình tìm những cái đối tác ở trong nước, những đối tác có khả năng coi như là mỹ thuật và những đối tác có khả năng kết cấu, rất nhiều những đối tác như thế cùng hợp tác lại để mà theo cái ý tưởng của mình và tạo ra cái tượng khủng long này ở đây rất là chân thật luôn á.
cái bên trong ruột đó là cái gì ta? À, cái phần lõi bên trong nhất nó là phần thép. Thép khung ha. Nó là sẽ là cái phần thép, là phần kết cấu của nó. Rồi sau đó nó sẽ có những cái lớp vật liệu khác nhau, gồm có xốp rồi foam vân vân, ra tới vật liệu bề mặt nó là nhựa. Nhựa. Thì nhựa nó cũng là nhựa dẻo ha? Không, cái nhựa này không phải là nhựa dẻo, nhựa cứng, nhưng mà thực ra nó là một cái hợp chất nhựa mà mọi người thường gọi đó là resin. Thì đây là nó được sản xuất bởi công nghệ in resin. Anh thì anh chơi bên bò sát cho nên là nó cũng có liên quan với tới cái tụi này. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết cái dòng khủng long này nó có những cái đặc tính gì, cái tính cách của nó, rồi cái nguồn gốc rồi của nó. Em có nắm mấy cái này chắc là phải nắm mê yêu thích đó. Thì Brachiosaurus là một loài khủng long sống ở kỷ phấn trắng. Thì nó có chiều cao thực tế lên khoảng 18 mét. Còn đây là một cái mô hình được chế tác có tỷ lệ 1/3. 1/3 là một coi như là nó chỉ là 1/3 của cái con thật thôi. Một phần ba là nó cũng dễ hình dung hơn. Dạ đúng rồi, nó rất là to. Và đây là một chú khủng long coi như là ăn thực vật nha. Thực ra là thời đó nó sẽ không có cỏ. Mà mình Việt Nam mình hay gọi là khủng long ăn cỏ, nhưng mà thực ra là nó là khủng long ăn thực vật. Và chính xác nó sẽ ăn các loài cây dương sỉ. Những cây dương sỉ mọc lên trên cao. Mình có trồng kế bên luôn để cho mọi người có thể hình dung đúng luôn. Đúng rồi. Thì cái loài khủng long nó rất là hiền hòa, và khi mà nhất là những cái hình ảnh của loài khủng long này được lột tả lại trong phim Jurassic Park thì nó rất là thân thiện, rất là hiền hòa, mà lúc nào nó cũng gần như là nó cười. Thì khi nhìn vô cái gương mặt của nó là mình cảm giác như chú đang cười. Tức là đây là một cái tác phẩm mà ngoài cái việc là tả về một chú khủng long ra thì mình đang muốn đưa nhiều cái yếu tố về những cái ý tưởng khác vào trong nó, vì nó là một chú khủng long đứng chào mọi người cũng như là nở cái nụ cười mà rất là hiền hòa thân thiện. Thì khi mà em có cái ý tưởng xong rồi các bên thi công người ta không nhận á, thì lúc đó mình mới quyết định là mình tự làm luôn. Thì trong quá trình mình làm thì mình sẽ vấp phải những cái khó khăn đồ này nọ. Thì nó rất nhiều những cái khó khăn về mặt công nghệ. Đầu tiên trước mắt á, là về mặt mỹ thuật, thì để vẽ lên một cái chú khủng long như thế này thì nó đòi hỏi cái bạn và cái ekip vẽ nó phải có kỹ năng rất là tốt trong cái việc là vẽ 3D. Đó, và nhưng mà kỹ năng tốt là một chuyện, mình vẽ thực ra rất nhiều người có khả năng vẽ mỹ thuật nhưng mà lại vẽ khủng long theo nhiều cách khác nhau, đó, hình thái khác nhau. Còn ở đây là mình đang bám lại cái hình mẫu của phim Jurassic Park. Thì cái hình mẫu đó được tạo ra bởi một cái trường nhân vật gọi là Stan Winston. Thì mình lục lại hết tất cả những cái thước phim cũng như là những cái hình ảnh mà trong cái quá trình mà cái nơi Stan Winston đó tạo ra cái hình mẫu của cái chú khủng long này, để mình từ đó mình dựa vào và mình khắc họa lại gần như là chính xác 95% so với lại nguyên bản ở trong phim đó. Thì nó khác biệt là như thế. Rồi cái tiếp theo đó là về mặt kết cấu, bởi vì nó là một cái tượng khủng long to lớn. Mọi người thường thấy những cái tượng khủng long bằng composite hoặc là bằng xi măng ở ngoài các công viên, nhưng mà thực ra là để mà làm ra một cái tượng mà vừa tinh xảo như thế này, vừa chính xác gần như là 95% như thế, thì mặt kết cấu của nó cũng là khác. Đúng. Nó là một cái câu chuyện khác. Thì rất nhiều bên từ chối, bởi vì họ không, về kết cấu là một cái kết cấu cho một tòa nhà nó khác, và là một kết cấu cho một cái tượng mà phải ráp từng phần nhỏ vào nó lại khác. Thì đó là những cái vấp phải về mặt công nghệ. Nhưng mà từng bước thì mọi người cũng đã ngồi lại với nhau và đưa ra những cái phương án để giải quyết, làm cách này hay cách khác. Và từ đó là mọi người cứ vừa làm vừa thí nghiệm, vừa thử nghiệm xem cái này có được hay không. Nếu mà không, coi như nó thất bại thì mình bỏ và mình chuyển vào cái hướng khác. Thì đi từng bước mới có được cái tượng khủng long ngày hôm nay. Cái tinh thần này nó hay quá.
cái tinh thần mà khi mình gặp chuyện khó không giải quyết được thì tự mình tìm cách ra mình giải quyết luôn. Chính xác. Thì cái lúc mà mình thuyết phục tất cả mọi người á, là mình lấy cái câu chuyện là người Việt Nam mình là được thế giới biết đến qua những cái gì, thì nổi tiếng của người Việt Nam này ra thế giới đó là hàng thủ công mỹ nghệ, vân vân. Thì từ đó chứng minh được là người Việt Nam mình rất là khéo léo, khéo tay. Tuy nhiên là vì một số lý do đó nên là mọi người chưa có hợp tác lại với nhau để mà tạo ra những cái tác phẩm đỉnh cao như thế này. Từ đó là mình lấy cái câu chuyện đó, cái dẫn chứng đó để thuyết phục tất cả mọi người. Truyền động lực. Đúng rồi, mình truyền động lực cho tất cả mọi người để tất cả mọi người trong cái ekip là không bỏ cuộc. Và khi mà mình tắc nghẽn ở chỗ này, đó là mọi người về dò đầu bứt chán gì đó, mọi người suy nghĩ ra rồi cố gắng tìm một cái con đường khác, một cái direction mới để cuối cùng là hiện thực hóa cái tác phẩm ở đây. Rất là hay. Cái ngày mà tác phẩm nó thành hình, nó dựng lên kiểu này chắc cả team phải nói là tuyệt vời luôn ha. Đúng rồi, nói chung là cảm giác nếu mà nói bây giờ là mình vẫn còn rất là coi như là bồi hồi xúc động vì cái cảm giác nó giống như là một cái giấc mơ. Và khi dựng ở đây thì bản thân mình cũng như tất cả mọi người cảm giác như đó vẫn là giấc mơ, nó chưa có được trở thành hiện thực. Tới vài tháng sau trôi qua thì mình mới công nhận à đây có lẽ là sự thật rồi. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thì giống như mình thì mình chơi ego, thì anh cũng sinh sản lai tạo ra những cái màu mới. Thì tới cái mùa sinh sản mà cái trứng nó nở ra đứa con mà nó như ý mình hình dung á, thì cái cảm giác chắc cũng giống vậy đây. Một cái đứa con tinh thần của mình lúc đầu nó ấp ủ trong đây thôi, xong rồi phải thao tác, phải làm việc, cuối cùng nó định hình như thế này, thành hình như thế này mà nó lại rất là sắc sảo luôn, rất là đẹp. Thì khi mà khách khứa vô đây chậm trò, chắc cảm giác của mình cũng có gì đó nó vui. Đúng rồi, cảm giác mình rất là hãnh diện và cũng như là mình đang nói được với lại tất cả mọi người rằng Việt Nam mình hoàn toàn có khả năng làm được những cái tác phẩm rất là đỉnh cao. Đúng chứ không phải là trông đợi vào những cái đội ngũ, những cái ekip khác ở nước ngoài. Em là người đầu tiên làm, đâm ra là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn á. Và rất là hay là mình đã vượt qua hết những cái đó. Đúng rồi. Với lại khi mình đưa cái mô hình này vào một cái không gian quán cà phê, tức là mình muốn mở cửa cho công chúng cùng chiêm ngưỡng, có thể thưởng thức. Thì ngoài ra mình có những cái gì gửi gắm trong cái không gian cà phê này để cho mọi người ngồi không? Thì thực sự ra là mình nếu mà nói về Củng Long thì rất là nhiều người yêu mến Củng Long. Có những cái bạn trẻ tuổi, con nít có, và những cái bạn cao tuổi hơn, và cũng như là có những cái cô chú rất là lớn tuổi và cũng yêu thích cái Củng Long, bởi vì đề tài Củng Long là một cái đề tài nó tương đối là đại chúng và nó đã có được cả trăm năm nay rồi, nên rất là mọi người rất là yêu thích. Và mình nghĩ tại sao mình không tạo ra một cái nơi mà tất cả những người yêu thích Củng Long đó có thể đi đến tụ họp lại để mà ngồi cùng với nhau chia sẻ cái niềm đam mê, cũng như là ngắm những cái mô hình đẹp, những cái tượng đẹp mà trên thế giới có thể làm được. Thì từ đó là ý tưởng tạo ra một cái nơi là Solar Coffee Gallery, tức là mình lấy cái hình ảnh coffee là một cái nét văn hóa của người Việt Nam. Việt Nam mình rất thích là đi cà phê la cà, nói chuyện, gặp gỡ nhau, ăn uống vân vân. Thì mình lấy cái nét đẹp văn hóa là coffee đó, mình gắn ghép với lại cái yếu tố triển lãm và gallery, tạo ra một không gian coffee and gallery như thế này. Quá là hay luôn. Ý tưởng xong rồi hiện thực hóa được ý tưởng. Đúng rồi. Rồi mà đưa vào cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Chính xác. Rất là hay luôn. Em có thể dẫn anh đi lên lầu để anh dòm cái mặt cười của bạn này. Dạ. Không gian quán cũng hiện đại ha, rất là hiện đại. Với lại đây cũng phù hợp với lại người lớn có thể làm việc, ngồi làm việc. Đúng rồi. Thì sắp tới là Solus sẽ có một cái không gian mới, là một cái không gian dành cho trẻ nhỏ, không gian vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Ở đây mình cà phê là mấy tầng thôi? Hiện tại là mình đang cho cà phê là 3 tầng trên 3 tầng, trong đó là có một tầng triển lãm. Nhưng tương lai là mình sẽ thâu gọn cái không gian kinh doanh cà phê lại và chừa chỗ cho cái không gian vui chơi, giải trí. Đây các bạn, trời đẹp quá, lên đây nhìn chi tiết cái mắt mới là đẹp đây. Chúng ta đang đứng ở tầng 3 ha. Đúng tầng rồi. Đây là tầng 3, tầng 3 sẽ giờ ngắm được cái chi tiết mặt của bạn đó. Rất là chi tiết luôn, đẹp quá. Cái này lúc thi công là phải dàn giáo rồi đứng lên. Đúng rồi. Dàn giáo đứng lên để mà ráp những cái phần còn lại trong cái
Thì nè, nói chung anh qua đây anh nhìn thì cái góc mặt của bạn chú khủng long này ở đây thì như là bạn đang cười. Đúng rồi, đang cười luôn. Mặt hiền, cái mặt cảm giác là hiền chứ không dữ sợ. Rất là hiền, rất là thân thiện. Và bạn đang như là mỉm cười. Đúng rồi. Và chào tất cả mọi người đến với cái cái địa điểm này. Cái background làm sao cũng đẹp, xanh xanh. Cái áo bên ngoài này là nguyên một cái mảng nguyên luôn không ta? Không, nó bao gồm rất là nhiều những cái mảng nhỏ được in ấn bằng công nghệ in 3D chất lỏng. Nó khoảng hơn 200 bạc. Nó những cái mảnh nhỏ, và những cái mảnh nhỏ đó được ráp lại với nhau một cách rất là khéo léo. Khéo luôn, không thấy mối nói, anh tưởng là nguyên khối luôn. Dạ, để cho mọi người coi như gần như là không tìm ra được cái mối nói của nó. Và sau đó cuối cùng là xử lý bề mặt và màu lên màu sơn, vân. Đẹp quá. Này chắc là địa điểm chỗ này sẽ là được mọi người tới đây và check in nhiều nhất. Dạ đúng rồi. Con này cái dòng này ở trên đầu nó có cái bú á ta. Nhưng mà nó có cái xương u ở trên đầu. Và mọi người cũng đang coi như là giới khoa học cũng đang coi như là tranh luận với nhau xem là cái lỗ mũi của nó là ở phía trước hay là ở trên cái bú đó. Đúng rồi, nhìn kỹ thì ngay cái bú nó có hai cái lỗ. Đúng rồi, thì cái tạo hình này nó được tạo ra bởi Sam Wilson. Thì lúc cái thời điểm đó Sam Wilson tạo hình cho nó là để đặt cái vị trí hai cái lỗ mũi ở trên cái bú như thế. Bây giờ thì giới khoa học đang tin rằng lỗ mũi đó là sẽ đặt ở phía trước chứ không phải đặt ở bên trên. Thì không biết là cái nào nó sẽ đúng hơn, nhưng mà vì mình đang tả lại một cái nhân vật có ở trong phim nên là mình tả lại một cách chính xác nhất có thể. Theo trong phim thôi. Còn khủng long thì mình cũng đâu có thấy được thực tế đâu, toàn là mẫu vật rồi không à. Dạ chính xác. Khung xương rồi mình dựng lên thôi. Tổng chiều cao lên đây là khoảng nãy em nói bao nhiêu mét, 30 nhiêu, nãy em nói bao nhiêu mét em quên mất tiền. Cái bạn khủng long là tỷ lệ 1/3 này. Tỷ lệ 1/3 bạn khủng long này là khoảng 6 mét. 6 mét. Còn kích thước thật của bạn là khoảng 18 mét. Thước thật 18 mét, 1/3. Mình có đo lường cái tác phẩm này nó khoảng bao nhiêu tấn rồi mà, chắc cũng nhiều tấn rồi. Không, cái này nó khoảng đâu đó trên dưới 1 tấn thôi. Vậy cũng nhẹ. Cổ dài thì thường những cái loài mà ăn thực vật á, thì nó cần cái cổ dài để nó lấy những cái lá trên cao, cây cao rồi đúng không? Người ta nói những cái con ăn thực vật thì lại bự con hơn là những cái con ăn thịt. Chính xác, chính xác. Còn bên kia là không gian trưng bày. Đúng rồi. Và những cái đó là mình mua về mình sưu tầm. Đúng rồi anh, mình mua mình sưu tầm. Đây là các mô hình khủng long của một số hãng, nhưng mà chủ yếu là hãng Mattel của Mỹ. Họ sản xuất đồ chơi. Ở đây thì mình cũng đặt những cái biển tên của các loài để cho các bạn nhỏ cũng như là một số những cái phụ huynh muốn tìm hiểu là có thể ngắm được cái mô hình đẹp và cũng biết được, ít nhất là biết được là những cái tên cho khủng long này đang tên gì, loài gì. Những cái mô hình này là mình sưu tầm về mình trưng bày cho khách tham quan coi hay là mình cũng có kinh doanh về nó? Hiện tại bây giờ thì cái không gian trưng bày thôi, còn cái tầng 2 thì nó sẽ có mỗi không gian kinh doanh riêng. Thì trong cái khu vực kinh doanh nó sẽ có những cái sản phẩm cũng về khủng long của những cái hãng khác nhau, trong đó thì vẫn có Mattel luôn. Thì mình muốn cái không gian kinh doanh đó là sẽ chuyên về khủng long thôi, tức là tất cả những cái sản phẩm cũng như là những cái mô hình hay là đồ chơi mà liên quan tới yếu tố khủng long thì cho tất cả mọi người đến đây nó rất là hợp với concept đó. Ok các bạn, một cái không gian này các bạn nhỏ vô đây sẽ rất là thích luôn. Anh có một cái nhỏ nó khoảng 4 tuổi rưỡi, con anh, con Út ấy, nó mê khủng long đó. Hôm nào sẽ dẫn lên đây tham quan chơi. Đồng thời đấy, không gian này người lớn ngồi làm việc cũng rất là ok ha, thiết kế rất là hiện đại, đẹp. Những cái này, những cái mô hình lớn này nó có vẻ là nó làm khớp này để cho có thể hoạt động được không ta? Đúng rồi, nói chung là nó khớp nhưng mà cái khả năng hoạt động của nó cũng tương đối thôi, chứ nó không có phải là như một cái
một cái chú khủng long thật được, nó chỉ có một vài cái tư thế nhất định thôi. Những cái này chắc em phải sưu tầm cũng đúng rồi, sưu tầm cũng nhiều năm, nhiều năm lắm mới được. Hầu như là những cái này ra những cái shop đồ chơi bên ngoài là không thấy được luôn. Đúng rồi, nó sẽ không thứ nhất là nó không có bán ở thị trường Việt Nam, thứ hai là nó cũng đã qua cái thời hạn sản xuất của nó rồi nên nó sẽ không còn trên thị trường nữa. Trời, mấy bạn này đẹp quá, đẹp luôn. Những bạn khủng long này là mới thấy lần đầu luôn á, mới gặp lần đầu luôn. Những cái mô hình này từ nhỏ tới lớn luôn ha. Ồ, cái con khủng long này khủng long gì mà có hai cái tay nhỏ xíu rồi ta? Nó là Carnotaurus. Hai cái tay nó là không biết để làm cái gì nhưng nó rất là bé. Không biết làm gì. Có cũng gì không. Cảm giác giống như là nó bị dư ghê. Nhỏ xíu luôn mà lại màu trắng này chứ. Những cái màu này là thật không ta, hay là những cái màu này là do phối theo cái phối cái màu này? Là thực ra thật hay không thì mình cũng không thể nào mình biết được, bởi vì nó đã tuyệt chủng rồi anh. Đúng rồi, mình chỉ coi như là như các hãng làm đồ chơi thì họ phối theo một cái bản màu nào đó mà họ cảm thấy là họ yêu thích. Giống như anh thấy cái loài khủng long mà Ankylosaurus ở đây thì họ phối rất là nhiều màu với nhau thì rất là dễ thương. Nói chung là nó rất là thân thiện với trẻ nhỏ, nó rất là đáng yêu. Nhưng mà nói xét về cái khía cạnh là thật hay không thật thì đúng là chỉ có trời mới biết. Đúng rồi. Lý yêu thích bộ mô hình này chắc từ nhỏ luôn hả? Đúng rồi. Tính là mấy năm rồi ta? Nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi. Tại vì lúc nhỏ sau khi xem phim là mình bắt đầu là mình yêu mến nó. Và mình tìm cách để mình tạo nó bằng những cái vật liệu khác nhau như là giấy hay là bằng đất sét vân vân. Thì trong cái quá trình mà vừa yêu mến và vừa tạo ra những cái mô hình như thế thì mình bắt đầu mình từng bước mình tạo nhiều cái loại mô hình khác nhau như là xếp giấy nè, cắt giấy, và sau này là mình thiết kế 3D xong rồi in ra thành cái phiên bản giấy rồi gọi là paper wrap. Và dần dần thì mình cứ càng ngày mình phát triển lên. Và như gần đây nhất là mình bắt đầu làm được những cái tượng mô hình nó rất là thật. Có nghĩa là chính bản thân Lý là từ cái đam mê là đã làm thao tác với giấy với đất sét đồ để nặng ra khủng long luôn. Đúng rồi, từ đúng xưa rồi. Luôn hay quá. Giờ mình còn giữ được những cái sản phẩm từ nhỏ của mình thôi. Chắc cũng không còn nhiều, nó chỉ còn một ít thôi. Và vì theo năm tháng thì nó dần nó bị hư hao đi. Với lại lúc bé thì thích làm ra nó cũng trưng bày, nhưng mà để giữ được nó thì nó rất là khó. Đúng rồi. Vì cứ mỗi lần mà đổi nhà, chuyển nhà vân vân thì bắt đầu nó bị hao dần đi và nó mất dần đi. Nhưng mà cái đam mê cũng như là những cái kỹ năng kiến thức của mình nó đến từ những cái lúc mà mình yêu thích quá rồi tự mình thao tác á. Đúng rồi, thì người ta thường nói là nếu mà mình dành 1000 giờ cho một cái việc gì đó thì chắc chắn mình trở thành coi như là chuyên gia của master. Cái việc đó. Hay quá. Có ai thắc mắc là tại sao mình lớn rồi mình mê mấy cái này không ta? Có rất nhiều người thắc mắc. Thực ra nhưng mà nói về cái việc đam mê khủng long hay đam mê mô hình nói chung thì nó không có cái độ tuổi. Đúng rồi. Nó không có độ tuổi, vì đã gọi là đam mê thôi, chứ không phải là bé mới được mê mà lớn lên không được mê. Thì khi mình vận hành cái không gian ở đây, mình cũng đã từng quan sát được rất nhiều những cô chú tầm 50 mấy 60 có, và họ cũng đến đây và họ cũng rất là đam mê những cái chú khủng long này. Tức là họ cũng mê đó, nhưng mà vì cái rào cản, vì cái mặc định rằng là khủng long dành cho tuổi nhỏ nên là họ không có một cái nơi nào để họ có thể chia sẻ cũng như là tìm hiểu và thỏa mãn cái đam mê của họ. Thì mình hy vọng rằng đây cũng là một nơi mà họ có thể đến và sống cái đam mê của họ. Nhiều khi quay lại tuổi thơ. Chính xác. Có nhiều người lớn thì Việt Nam mình có cái kiểu là hay ngại. Đúng rồi. Đâm ra là nhiều khi mình thổ lộ lớn rồi mà mình thích mấy cái này sợ ta cười. Dạ, cho nên rồi. Là cái không gian như thế này là tập hợp những cái người mà có chung đam mê với nhau, chúng ta có thể thoải mái ở đây. Dạ. Sừng đẹp quá. Làm sưu tầm những cái mô hình ở đây nó cũng có nhiều cái thú vui lắm anh.
vì hãng họ làm ra thì họ làm ra từng cái phiên bản rồi từng năm sản xuất khác nhau, nó có những cái motion, những cái khớp nó khác nhau. Thì mình sưu tầm lại dần 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 nó, tất cả đây nó đều có những câu chuyện thú vị của nó. Chẳng hạn như anh thấy con Dimetrodon ở đây nhìn thấy nó tương đối giống nhau thôi, nhưng mà nó hai phiên bản khác nhau. Một phiên bản như là bị chày xước, mà một phiên bản là bình thường lành lặn đó. Đó, khi mà sưu tầm bắt đầu mình tìm hiểu, mình sưu tầm nó mình sẽ cảm thấy thú vị. Đúng rồi. Thú vị vì sẽ có những con ở đây rất là hiếm, như cụ thể như nó con này ở đây, hai con này ở đây là rất là hiếm, rất hiếm luôn, bởi vì họ đó là những cái sản phẩm mà Mattel sản xuất vào những cái năm đầu tiên mà họ bắt đầu họ sản xuất khủng long. Nên là thời điểm đó thì họ mới skim thị trường thôi, họ sản xuất không nhiều. Và bởi vì nó đã đứt hàng rất là lâu rồi nên nó rất là hiếm. Mà ai giữ được nó là coi như rất là kỳ công để giữ được nó. Ồ, đây là những cái bộ sưu tập cá nhân, nhưng mà nếu mà sưu tập được là cũng coi như là cũng có những lúc mà có bạn nào mà để em sưu tập mà gọi là mất ăn mất ngủ không? Có anh, có những bạn là phải mất rất nhiều thời gian tìm tòi mới tìm được bạn đó. Như đây là một trong những cái bạn, thực ra là bạn rất là tệ luôn, tệ ở chỗ là bạn đứng còn không vững nữa. Đây một cái con là con Cavenator ha. Này, nó rất là xưa rồi, con này rất là xưa và gần đây mình mới mua được nó, mua lại của một cái người chơi ở bên Trung Quốc. Là họ coi như là họ chán quá, họ bán, họ bán là mình mới săn lại, anh mua lại. Đó, rất là hiếm, thấy vậy thôi mọi người có nghĩ nó rất là bình thường. Thì đúng là nó là bình thường đó, nhưng mà đối với những mà nhà sưu tầm như mình thì mình biết nó rất là hiếm. Đúng, mình hiểu về nó, mình quý. Đúng rồi. Mình ở đây mình sưu tầm với tư cách là bộ sưu tập cá nhân thôi, hay là mình có tham gia vô cái cộng đồng hay là cái gì? Ví dụ như những cái nhà sản xuất này nè, người ta có hỗ trợ gì cho mình cái việc sưu tầm không? Hay là không, ở đây mình chỉ là cá nhân mình sưu tầm cá nhân thôi. Nói chung mình yêu thích rồi mình sưu tầm cá nhân thôi. Chứ nhà sản xuất thì họ không hỗ trợ cho bất kỳ ai cả. Và thực ra là họ còn cố tình làm khó người chơi nữa. Như chẳng hạn như cái con gọi là Albatosaurus này ở đây, nó sẽ có hai phiên bản Battle Damage này. Thì đây là cái phiên bản ở thị trường thế giới. Còn phiên bản chỉ có ở Canada thôi. Tức là chỉ những ai ở Canada mua được con đó. Cái màu sắc thôi ha. Đúng rồi, nó khác nhau cái màu thôi. Nhưng mà những người mà tìm hiểu về nó mới biết thực ra ở Canada nó có một con như thế. Mình phải tìm cách và mình nhờ ai đó ở Canada mua con đó về cho mình thì cái bộ sưu tập nó mới dọn vẹn. Ở đây cái người ta làm cái khoang bụng nó hở ra thì ý đồ là gì ta? Nó là cái phiên bản là Battle Damage, tức nghĩa là chấn thương. Tức là mọi người có thể là tương tác được với là cái phần bên trong cơ thể. Cái dàn xương nó kéo xuống được luôn. Đúng rồi, dàn xương, ngoài da vân vân, nó như thế. Thì cái thú vị của việc mà họ làm đồ chơi là họ có những cái idea rất là lạ. Và họ lồng ghép trong những cái món đồ chơi như thế. Như vậy Lý tham gia sưu tập này là cũng gọi là có thể connect với toàn thế giới luôn đúng không? Thậm chí là dù như mình đúng mê rồi. Cái món đó quá, mình có thể liên hệ với nước nào đó hoặc người chơi nước nào đó. Chứ hoặc là đấu giá, có những phiên đấu giá luôn, tôi nghĩ chắc sẽ có. Có những con là cần phải đấu giá. Mình Lý có con chưa ta? Dạ, mình có hai đứa. Hai đứa có chung đam mê với bà không? Hai đứa đó thì nó cũng chơi khủng long nhiều lắm. Nhưng mà nó còn chơi đủ thứ khác nữa, không biết nó có mê hay không. Phải lớn lên mới biết được. Đúng rồi. Rồi có những cái đam mê lúc nhỏ thì rất là mê ha. Chứ nhưng mà lớn thì theo cái năm tháng rồi nó phai dần. Còn mình là mình giữ nguyên luôn. Chính thậm xác. Chí là ngày càng mạnh hơn nữa ha. Đúng rồi. Đó là cái sự may mắn. Thực ra là mình mê là một lẽ, nhưng mà mình có cái điều kiện cũng để như là cái là để theo đuổi là một câu chuyện khác. Thì mình cảm giác mình rất là may mắn. Đây là không biết là mọi người như thế nào, chứ mình cảm giác là mình là một trong những người may mắn nhất thế giới rồi. Như thế. May mắn nhất thế giới luôn hả? Tại có thể nói rõ hơn cái chỗ là nhất thế giới, cái cảm nhận của mình. Giống như em nói đơn giản như cái bạn khủng long Rakio sau đó đây, rất là nhiều người thèm muốn có nó mà không có. Thì mình cũng đã từng như thế, mình đã từng là mơ ước là có một ai đó, một cái đơn vị nào đó sản xuất ra một cái con to đẹp như thế này để mình đến ngắm thôi, chứ không phải là để sở hữu nữa. Nhưng mà bây giờ là mình đã tự tay làm ra nó.
thì trong thế giới này không phải rất tức là có rất nhiều người có khả năng tạo ra nó, không phải là không, nhưng mà những người thực sự đam mê nó và tạo ra nó là một số rất là hiếm. Bây giờ ví dụ như có rất là nhiều người có nhiều tiền đặt hàng để làm ra nó nhưng mà mình là người vừa mê mà vừa tự thực hiện được luôn, quá luôn thì cái cảm xúc đó hạnh phúc lắm. Đúng rồi, chính xác. Trong tương lai mình có ý tưởng nào để mà mình lan tỏa thêm cái đam mê của mình không nào? À thì ở đây ngoài cái hoạt động là cà phê ăn uống ra thì nó sẽ có những cái không gian workshop để cho mọi người, nhất là các bạn nhỏ thì có những cái workshop như vẽ tranh hay là tô tượng rồi nọ thôi, nhưng mà cái đội ngũ mà mình đang muốn hướng tới nhất đó là cái nhóm là những bạn mà 10 mấy 20 tuổi, mấy bạn có được những cái kỹ năng mỹ thuật về chế tác mô hình như là lên màu sơn hoặc là tạc tượng bằng đất sét hoặc là vân vân, thì mình có những cái workshop như thế để mình cho các bạn tham gia, mình tạo ra những cuộc thi. Dường như gần đây nhất là mình có một cái cuộc thi sơn sơn phôi Củng Long rất là thú vị, thì những cái tác phẩm sơn mình đang trưng bày bên dưới, các dẫn anh xuống tham quan. Ok, thì để cho cái cộng đồng người chơi ở Việt Nam mình được phát triển. Cộng đồng ở đây nó bao gồm cộng đồng yêu mến Củng Long, siêu tầm Củng Long, cũng như là cộng đồng nghiên cứu chế tác mô hình. Thì khi mà cái cộng đồng mình nó lớn, giống như mình nói vui là cái đội banh đi, đội banh thì ra trận chỉ có 11 người thôi, thêm vài người đứng dự bị nữa, nhưng mà để cho một cái đội bóng, đội tuyển quốc gia đó mà có thể mà thăng hạng hoặc là đá thắng những cái đội tuyển khác thì cái nền bóng đá ở nước nhà nó phải mạnh. Thì cái nền bóng đá ở đây là gì? Là cái cộng đồng. Thì giống như hiện tại bây giờ Soros đang sắp sửa đem những cái sản phẩm đẹp nhất của mình, tuyệt vời nhất của mình để ra thế giới, để bắt đầu thế giới có thể biết đến mình. Thì để làm được điều đó thì trước mắt thì cái nền tảng là cái cộng đồng người Việt Nam có khả năng làm được mô hình, có khả năng chế tác được, nó phải mạnh, nó phải đông đảo. Từ đó thì những cái con người mà giỏi nhất, tài nhất là sẽ được Soros đem về và tạo ra một cái ekip đủ mạnh để mà vươn mình ra thế giới. Như là Lý đang tổ chức những cái sân chơi. Đúng rồi. Để thu hút người tới chơi và từ đó sẽ tìm ra những cái nhân tài trong cái lĩnh vực này. Chính xác. Là hay luôn. Là lần trước là mình đã làm một cái buổi sơn gì đó, lát mình xuống dưới coi không? Đúng rồi. Chắc mình hướng dẫn anh đi xem luôn. Khu vực đó nằm ở tầng 2. Tầng 2. Thì là cái cuộc thi sơn nó kéo dài tới mấy tuần lận. Là mình sẽ có cái buổi là cho mọi người biết cái đề bài đó và phát cho các bạn coi như là đăng ký cái phôi. Mà trước cái buổi phôi đó là mấy bạn mà đăng ký sơn là đã phải nộp cái proposal qua mail để mà tuyển chọn lại 20 bạn gọi là xuất sắc nhất. Thì có rất nhiều những người nộp đơn gửi những cái sản phẩm hình chụp, những cái sản phẩm mà mấy bạn đã từng làm được, thì mình sẽ tổng hợp lại và tìm ra coi như là 20 bạn xuất sắc nhất cái top 20 đó. Rồi sau khi có được cái top 20 mình mới bắt đầu là mời mấy bạn đến và cho mấy bạn nhận cái phôi để mà mấy bạn về, mấy bạn lên màu sơn và chấm điểm vân vân. Đẹp quá nè các bạn, đúng là gallery là đúng á, cái phong cách trưng bày tất cả mọi cái. Cái này ở đây là sắp tới là ngày 8, 9, 10 là mình có một cái festival. Là nguyên không gian này mình sẽ đem Củng Long đi cất hết. Và mình cho các bạn đem những cái mô hình Marvel DC, như là cái đề tài của cái festival lần này là Marvel DC. Là sẽ là những cái nhân vật siêu anh hùng sẽ được trưng bày ở đây và trưng bày hết tất cả mọi nơi để mọi người có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng, vì mình muốn mở rộng cái cộng đồng người chơi mà. Đây là những cái tác phẩm mà mấy bạn đã coi như dự thi. Có tên của mấy bạn luôn ha. Có tên của mấy bạn. Đây là, thì trong đó là hôm đó là cái bạn Lê Quốc Việt này là cái bạn được coi như là xếp hạng cao nhất, được giải nhất. Bạn tạo ra một cái sa bàn rất là đáng yêu ha. Bạn về lên màu sơn, bạn lên màu sơn rất là ổn, rất là đẹp. Trong đó là màu nền nè, rồi màu khối đó, shading, rồi những cái detail bạn đi rất là ổn. Còn cái bạn, một trong những cái bạn khác là bạn Châu Nhật Tân.
rồi cái bạn nó lấy ý tưởng là phim Avatar nhìn màu thấy đó, nhưng mà ý tưởng thì nó đã hay rồi, và cách bạn lên màu sơn cũng rất là sắc sảo, bạn đi đường cọ rất là nhuyễn, rất là đẹp. Ở đây những cái bài thi khác của những cái coi như là các bạn khác. Đây là mình bạn nào dự thi mình sẽ cung cấp cái phôi nó màu trắng ha. Cái phôi đúng rồi, cái phôi nhựa đó là màu xám. Màu xám. Xong rồi các bạn về sẽ sơn lên. Đúng rồi, bạn còn sẽ... những cái sa bàn này là bạn nào có ý tưởng thì làm thêm vô đúng thôi. Đúng rồi, bạn nào có ý tưởng làm thêm. Nói chung là một cái điểm cộng thôi. Còn cái cuộc thi chính vẫn là thi lên màu sơn cho cái tượng khủng long này. Thì mỗi bạn sẽ có một cách lên màu sơn khác nhau, như anh thấy đây là có mười mấy 20 con ở đây, nhưng mà mỗi con là một màu, một vẻ. Nó thú vị cho đó. Ý nghĩa quá, cái việc làm mình thấy ý nghĩa quá. Các bạn trẻ sẽ được tự tin ha, rồi thể hiện cái sự sáng tạo. Như ở đây là một số những cái bạn, đây là cái nghề nghiệp của bạn cũng không phải là họa sĩ coi như là hoặc là một người làm mô hình nữa. Mấy bạn có thể là như bạn Việt ở đây là bạn, theo mình nhớ không lầm là bạn là một IT. Một cái nghề nghiệp chính của bạn là IT. Còn cái việc mà lên màu coi như là sơn vân vân các thứ nó chỉ là cái hobby của bạn thôi, cái vui chơi của bạn thôi, nhưng mà bạn có kỹ năng rất là tốt. Nó như thế. Mấy bạn này độ tuổi tầm bao nhiêu thôi? Cũng độ tuổi cũng khoảng 20 mấy, có bạn 30 mấy, thậm chí là có cái chú kia 50 mấy tuổi cũng tham gia cái cuộc thi này. Nói chung là để đó đam mê nó sẽ không giới hạn độ tuổi. Đúng rồi. Không, thật ra cái đời sống bây giờ nó không còn biên giới giữa cái độ tuổi với nhau nữa, chúng ta có thể làm gì hết. Như đây có những cái trứng khủng long ha, những bạn khủng long con. Đây là cái khu vực kinh doanh. Kinh doanh thì có những cái sản phẩm tượng, có mô hình, có đồ chơi, có vân vân. Mình cái việc sưu tầm của mình sẽ vẫn tiếp tục chứ hả? Đúng rồi anh, nói chung mình sẽ luôn sưu tầm, bởi vì ngoài cái việc là mình mở ra một cái công ty mà nghiên cứu sản xuất ra, thì mình là còn là một collector nữa mà. Mình rất là thích sưu tầm. Thì như Mattel họ ra những cái sản phẩm mới về khủng long, mình cũng sưu tầm về. Thứ nhất là sưu tầm về cho bản thân mình. Thứ hai là mình có thể bổ sung thêm cái trên cái không gian trưng bày của mình cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng mà cái mục tiêu của mình chắc mình cũng sẽ là một nhà sản xuất ra những cái mô hình như thế này ha. Đúng rồi. Để cho mọi người có thể chơi rồi tham quan rồi này nọ. Đúng rồi, thì về định coi như là về chính xác về cái phân khúc cũng như là cái loại hình và những cái sản phẩm cụ thể thì mình chưa tiện chia sẻ. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu là thâm nhập vào cái thị trường đó và đưa những cái sản phẩm đó không những là đến tay người dùng Việt Nam mà đến tay bạn bè quốc tế nữa. Rất là tuyệt vời luôn. Cái này đẹp quá nè, cái này hay quá nè. Đây là cái một cái phân cảnh trong phim công viên Kizora năm 93 luôn. Mà cái phân cảnh này là cái chú khủng long Triceratops này đang bị bệnh. Đó, và mọi người vây xung quanh chú để mà tìm hiểu xem chú bị bệnh gì. Cái kích thước giữa người với lại con khủng long là cũng coi như là chính xác luôn đúng không? Đúng rồi, nó cũng tương đối chính xác. Bởi vì đây là nó được thuật lại cái bộ phim. Rất là đẹp. Đây là không gian để kinh doanh. Cái này cái cộng đồng người chơi của Việt Nam mình nó cũng tương đối là lớn chứ. Cái cộng đồng chơi mô hình nói chung á, thì là rất là đông đảo ha. Còn mà cộng đồng chơi khủng long thì nó chưa có được lớn lắm. Nó cũng có nhưng mà nó chưa có quá đông. Về ví dụ như Marvel đồ này nọ các thứ. Đúng rồi, Marvel, siêu anh hùng rồi những cái phim chủ đề hoạt hình đi, anime đi. Như là Bảy Viên Ngọc Rồng hay là Đảo Hải Tặc gì đó vân 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 thì có rất nhiều đông đảo cộng đồng người chơi. Còn đối với khủng long thì cũng rất là nhiều người chơi nhưng mà nó cũng mới thôi. Cái cộng đồng nó đang phát triển dần, nó mới nở. Thì như mình chia sẻ nãy cái không gian này không gian để workshop á hả?
Không gian đây là có khu vực, đây khu vực workshop nè. Thì tương lai sau khi mà mình mở rộng qua bên nhà bên kia thì sẽ mình di dời cái khu vực workshop qua bên đấy. Đó là cái khu vực mà mọi người có thể ngồi. Bình thường thì mọi người không có được ngồi ở đây, nhưng mà khi mình diễn ra những cái chương trình workshop gì đó thì mọi người ngồi ở đây và cùng nhau để tạo ra những cái tác phẩm. Ở đây mình có công tác đào tạo luôn không ta, hay là mình hiện tại thì chưa, nhưng mà hy vọng rằng tương lai, một cái tương lai đẹp nào đó, trong tương lai là mình sẽ có một cái bộ phận đào tạo. Đào tạo để tìm ra được, thứ nhất là tìm ra được những người có năng lực, và thứ hai đào tạo và để cho cái năng lực của những bạn đó được trao dồi và phát triển lên, giống như là một số những cái nước khác như Thái Lan. Thì mình cũng gửi nhân sự của mình qua Thái Lan để được đào tạo về việc chế tác mô hình. Đẹp quá. Đèn này là trứng khủng long luôn. Đèn này tự chế luôn hả Lý? Dạ, đèn chế. Cái ý tưởng về một cái mô hình khủng long rồi quán cà phê rồi này nọ các thứ là nó đến cùng một lúc, hay là mình nghĩ là mình sẽ có một cái showroom, một cái gallery để trưng bày và mình kết hợp với cà phê vô luôn? Thật ra là cái ý tưởng nó gần như nó đến cùng một lúc, đến khi mà mình trước tiên đó là mình có được cái mảnh đất này, đó là mảnh đất của gia đình ha. Đấy thì thường thì gia đình mình là làm bên mảng bất động sản, thì kinh doanh đất đai, thì khi có mảnh đất này đây thì mình mới quyết định rằng là hay mình giữ cái mảnh đất này cho bản thân mình không kinh doanh nó nữa. Và từ đó là mình mới ra cái ý tưởng hay là mình làm một cái gì đó nó đúng theo cái đam mê, cái sở thích của mình đi. Thì cái đam mê sở thích của mình rõ ràng là khủng long rồi, và từ đó mình nghĩ hay là mình làm ra một cái nơi, một cái cà phê triển lãm nào đó mà nó có cái yếu tố khủng long trong đó. Thì từng bước mình xây dựng cái ý tưởng đó cho nó hoàn thiện hơn, và bắt đầu có những cái phác thảo đầu tiên, cũng như là những cái kế hoạch đầu tiên, và từng bước thì nó hiện thực như bây giờ. Hay quá. Có đam mê và dám là coi như là xông pha gì đam mê luôn. Đúng rồi. Thật ra nó cũng có nhiều cái khó khăn lắm, bởi vì nó cũng có những cái rào cản ở gia đình, người thân. Thì mình cũng mất một khoảng thời gian để mà thuyết phục tất cả mọi người đồng ý để cho mình được hiện thực hóa cái dự án này. Trong vấn đề khởi nghiệp thì sẽ ý tưởng trong đầu mình thì chỉ có mình biết thôi. Đúng rồi. Cho nên là người ngoài nghe, thậm chí là những người trong gia đình đôi khi người ta cũng không cảm nhận được mình đang muốn làm cái gì nữa, nên mình phải thuyết phục. Thì nói chung là cái sự may mắn, nói chung mình vẫn cảm thấy là mình may mắn cho tới ngày hôm nay. Mình may mắn vì mình được làm và hiện thực hóa cái ý tưởng của mình. Như những cái mô hình này, nó có cái này là cái bục ha ta? Đúng rồi, cái bục nó có cái thông tin. Đây, có thông tin lịch sử này, tự mình thêm vô. Này là một cái hoạt cảnh hai con chiến đấu, con này là bạo chúa ta, không là bạo chúa. Cái con đó là con Indominus Rex, nó trong phim Jurassic World năm 2015. Thì cái phân cảnh này là nó sự kiện nó diễn ra sau khi cái chú khủng long này sổng chuồng và nó đi gần như nó tàn phá cái hòn đảo đó, gần nó gặp con gì nó giết con đó. Thì đây là một cái phân cảnh mà được thuật lại và tả lại trong cái tượng mô hình được chế tác bởi Ram One Studio, là một cái hãng sản xuất tượng mô hình ở Nhật. Còn bạn này có những cái cộng lông nhỏ nhỏ này nữa. Rất là nhiều con, rất là lạ ha. Nếu mà chúng ta không đam mê coi lướt qua, chúng ta sẽ không phân biệt được con nào với con nào. Đúng rồi. Thì đây là cái không gian trưng bày này là chủ yếu là theo cái đề tài phim. Thì một trong những cái series phim mà nổi tiếng về khủng long nhất cho tới hiện tại bây giờ là công viên Kỷ Jora, cũng như là thế giới khủng long sau này. Thì đây là những cái phân cảnh có trong cái phim đó, và được các nhà sản xuất trên thế giới thuật lại, tả lại và phân phối đó. Ồ, có cái con này lạ lắm. Cái con này là nó cảm giác là vừa cá sấu ha. Vừa cá sấu mà hai cái tay trước thì giống con gì ta? Nói chung nó là một cái loài bò sát biển. Tên là Mosasaurus. Thì trong phim nó
nó là một cái nhân vật chính trong phim. Yeah. Nó được nuôi trong cái hồ coi như là ở trung tâm của cái công viên khủng long đó. Coi như là bạn trên là cá mập mà nhỏ xíu à. Đúng rồi. Vừa ăn. Ồ. Đây là một bạn có cái bườm giống như là Phil Dragon, giống Phil Dragon của mình. Đúng rồi. Giờ thì bỏ sát. Thực sự ra là cái lúc mà San Vincent mà tạo hình cho cái chú khủng long này thì họ cũng coi như mượn cái hình ảnh của cái loài thằng lằn mà anh nói anh vừa nhắc tên đó, thì là họ cũng mượn cái hình ảnh đó họ thì họ tạo ra cái chú khủng long này trên cái nền tảng hóa thạch mà khoa học tìm được. Chứ hiện tại bây giờ thì rất nhiều coi như là luồng ý kiến khác nhau cho rằng là cái chú khủng long này không có bườm và nó phải nhỏ hơn so với kích thước trong phim. Nói chung thì bây giờ mấy cái đó thì nó thuộc dạng yếu tố khảo cổ, đâm ra bây giờ nó vẫn chưa chính xác, vẫn có nhiều luồng ý kiến tranh luận nhau. Chính xác. Nói chung là giới khoa học thì lúc nào là cũng tranh luận hết. Mỗi người có một cái giả thuyết nhất định nào đó. Nhưng mà bản thân mình thì mình theo đuổi cái đẹp nhiều hơn là những cái ý kiến trái chiều nó thuần tí về học thuật như thế. Đúng rồi. Đó là cứ đẹp là mình thích, và khủng long thì rõ ràng nó quá đẹp. Đúng rồi, nó quá đẹp luôn. Nó đẹp mà nó có cái sự thu hút và cái kỳ bí của nó nữa. Đúng rồi. Cái này bên trên tay đeo cái gì vậy ta? Đeo cái vòng tay tên đó. À cái này giống như trong phim luôn đúng không? Để theo dõi định vị á, theo dõi định vị. Đây là một cái phiên bản thu nhỏ của bạn đó đây. Thì như Lý có giới thiệu thì bạn này là ăn thực vật ha. Thì sẽ ăn những cái dương sỉ đồ này nọ, lá cây đó, cái cổ cao là mục đích để cái cổ đã cao mà còn phải đứng lên mới ăn tới những cái cây cổ thụ như vậy. Rất là đẹp luôn. Như những cái bộ này mình sưu tầm về nó là mình phải sưu tầm trực tiếp từ nước ngoài về, gửi về đây luôn. Đúng rồi anh, đúng rồi. Vì ở Việt Nam mình thì mình không có nhà phân phối chính hãng. Chỉ có một số những cái cửa hàng họ cũng nhập từ nước ngoài về họ kinh doanh. Nhưng mà mình thì mình sưu tầm trực tiếp từ nước ngoài về luôn. Đây Lý ơi, những cái bộ sưu tập đây của Lý là phải nói có những bộ rất hiếm đúng không? Đúng rồi. Rất là hiếm, rất là khó sưu tầm. Thì ban đầu là mình nói là mình chơi cho riêng mình. Đúng rồi. Thì cái bước ngoặt nào và cái gì nó làm cho mình nghĩ là thôi mình phải cho mọi người cùng enjoy với cái sở thích của mình. Thì thực sự ra là những cái mô hình này nó rất là hiếm ha. Và nó rất là đẹp. Tuy nhiên là ở trên thế giới là không phải ai cũng có thể sưu tầm được nó. Mình theo dõi rất nhiều collector trên thế giới thì có người có được bộ này bộ kia. Cũng có những người có được hết tất cả nhưng mà rất là hiếm. Và mình nghĩ nếu mà nó hiếm như vậy, nó đẹp như vậy, tại sao mà những bạn khác cũng yêu mến khủng long lại không được ngắm nó? Vì sở hữu nó đã quá khó rồi, nhưng mà để ngắm nó, chiêm ngưỡng nó thì rõ ràng là một cái sự rất là tuyệt vời. Bản thân mình cũng ước mơ được như thế. Nên rằng là mình tạo ra một cái nơi mình chia sẻ nó, mọi người có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng cái đẹp của khủng long như thế. Nhưng mà mình có lo lắng, ví dụ như thì mình mở cửa mà nó sẽ có những cái mối nguy hiểm, ví dụ như nó lỡ nó hư hao vậy là mình có lường trước cái chuyện đó hay không? Thực sự ra là đã khi bắt đầu mà mình nghĩ tới việc chia sẻ là mình đã phải chấp nhận những cái mất mát rồi. Như cụ thể ở đây có những bạn coi như là tham quan, những bé vì bé rất là nhỏ, bé hơi tinh nghịch, hào hứng quá, nó mà bé hơi nghịch, bé bẻ gãy mất cái gân. Trời ơi, đây cái gân. Nhưng mà không sao, nói chung là đó là những cái hao hụt, những cái mất mát. Nhưng mà những cái mất mát đó thì đổi lại thì nó cũng không phải là nó là cái gì nó quá là nghiêm trọng. Bởi vì mình đang chia sẻ, bởi vì mình đã xác định chia sẻ rồi, mình phải chấp nhận cái việc đó. Như ở đây, đây là một cái tác phẩm Mosasaurus, nó là phiên bản đặc biệt. Nó đặc biệt so với là cái phiên bản thường đó là nó khác như là ở con cá mập. Tức là phiên bản thường là sẽ là cái con Mosasaurus này vươn mình lên cao rồi thôi, và không có con cá mập ở trong miệng. Tuy nhiên á là cái phiên bản đặc biệt nó đắt hơn và nó hiếm hơn,
là nó có con cá mập này, và như anh cũng thấy ở đây thì con cá mập này nó cũng bị chấn thương sọ não. Nó bị chấn thương, nó gãy vây, nó tùm lum hết. Nhưng mà không sao, nói chung là mình sẽ để nó trưng bày thêm một thời gian nữa và mình sẽ đưa vào trong cái workshop của công ty và cho mấy bạn ở trong workshop coi như sửa chữa lại. Phục hồi nó lại như cái lúc ban đầu. Vậy là mình cũng làm chủ được những cái kỹ thuật để mình có thể phục hồi lại. Đúng rồi anh. Tức là cũng heo hụt đó, nhưng mà cũng không tới nỗi là không ai có thể mà vô rinh nguyên con đi được. Thì nó vẫn không mất được, nó không sao. Thật ra đó các bạn, cái tâm lý này là nó ban đầu là mình muốn chơi, tại vì mình sưu tầm những cái đồ rất là quý giá, mình rất là cưng luôn. Đúng rồi. Coi như là mất ăn mất ngủ luôn á. Bỏ tiền ra mua mà chỉ mong chờ nó về thôi. Thì cái ban đầu nó là vậy, rất là quý. Thì sau khi mình chơi một thời gian rồi, mình lại có cái mong muốn được chia sẻ cho mọi người. Đúng muốn rồi. Mọi người cùng được vui cái đam mê của mình luôn. Thì để làm việc đó nghĩ là đơn giản, nhưng mà quyết định mình nghĩ cái lỡ mình cái đồ mình đang rất là quý nhưng mà nó bị hư hao cái gì thì cũng rất là đáng tiếc luôn. Đúng rồi. Nhưng mà bù lại thì cái mất mát đó nó nhỏ hơn so với lại cái ước mơ của mình. Đúng là rồi. Triển khai nó được mang đến mọi người. Đúng ok rồi, ở đây chơi thì được nghe Lý giới thiệu rất nhiều về khủng long, về những cái ước mơ, về những cái định hướng tương lai, và cái mình cảm thấy quý nhất là Lý có thể tổ chức ra được những cái buổi workshop như vậy để tìm kiếm những cái tài năng Việt Nam. Đúng để rồi. Phát triển họ. Đúng rồi. Và giúp cho họ có thể thực hiện hóa cái đam mê giống như là Lý đã thực hiện cái đam đúng mê rồi, cái bạn khủng long kia rất là tuyệt vời luôn. Thì mình thấy ở đây một cái không gian khá là rất là đẹp các bạn, sang trọng và đẹp, thì nó phù hợp với các bạn nhỏ đam mê yêu thích cái bộ môn mô hình cũng như là khủng long, đồng thời là những cái người lớn hơn cũng có thể tới để làm việc ha, làm việc đồ này nọ tham quan. Thì chúng ta tới đây chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều mô hình mà chúng ta sẽ không thể thấy được ở những cái tiệm đồ chơi, ở những cái mall đó. Thì mọi người có thể đến đây thử tham quan đi, mình thấy rất là ấn tượng, và chắc chắn là lần tới cuối tuần sẽ dẫn con của mình đi lên tham quan. Thì bảo đảm nhìn là không muốn về luôn. Nhìn là nhào nhào tới. Tuy nhiên thì những cái mô hình này là một cái bộ sưu tập cá nhân cũng rất là này nọ, thì mọi người khi mà đi tham quan thì chú ý là đừng có nghịch quá. Thì nó là cái mô hình chúng ta cần phải bảo quản thì nó mới bền rồi được đó. Rất là tuyệt vời. Rồi cảm ơn Lý rất là nhiều luôn. Cảm ơn. Chúc cho Lý ngày càng có thành công với những cái dự định của mình. Yeah. Và giữ nguyên được cái ước mơ của mình. Đúng rồi. Ok, càng ngày càng phát triển hơn và tìm kiếm thêm được nhiều tài năng cho Việt Nam hơn trong cái bộ môn này. Yeah, ok rồi, chúc các bạn xem clip vui vẻ ha, và thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Xin chào.